Xin chào mọi người nha. Đây là huyện Hải Hậu, nơi được mình sinh ra. Huyện Bình thì xin giới thiệu các bạn là có hai cái hồ. Mặt các bạn là có hai hồ xung quanh. Đấy. Mày biết ngày gì mà cắm cờ đỏ. Đây mình có con chiếc xe Aceno của Suzuki đây. Chạy rất là bền bỉ, mẫu côn tay cỡ nhỏ, anh em trải nghiệm mới chạy xe côn tay. Đấy, trước mặt các bạn là rất khung cảnh rất là đẹp nhá. Đây là con xe của mình. Anh em có thể thấy chiếc xe Aceno này với dung tích động cơ là 125 trên máy rất là chắc chắn. Chiếc cái phanh đĩa là 2 pit. Con heo dầu là 2 pit nha. Sau là xe của Nitfin thôi. Aceno này. Điện thoại. Được trang bị với động cơ 125. Kia là người anh em của mình đấy, đang đứng ở đấy. Mình quay tổng thể cho anh em xem chiếc xe định danh là huyền thoại, số vẫn là số đằng sau nha. Thì mặt đồng hồ của chiếc Aceno đây, con này được chạy odo 6 vạn, 4 số tròn. Các bạn thì có thể chúng đây là trung tâm huyện mình nhé. Thì gạo rất đẹp. Hẹn anh em ở các video tiếp theo. Xin chào anh em.